tọa lạc tại số 176 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Thiên Hà Spa không những là một địa chỉ quen thuộc của nhiều nghệ sĩ hàng đầu trong showbiz Việt, mà còn là một spa uy tín bậc nhất tại Hà Nội hiện nay, thu hút hàng nghìn khách hàng đến chăm sóc mỗi năm, cùng nhiều thành tựu đạt được trong ngành thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Thiên Hà Spa đã trở thành điểm đến đáng tin cậy cho nhiều phụ nữ. Tại đây, trong không gian sang trọng và ấm cúng, chúng tôi luôn trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của từng khách hàng để đưa ra giải pháp điều trị cụ thể, phù hợp với từng tình trạng của mỗi người và nhằm tiết kiệm thời gian chi phí nhất. Thiên Hà Spa luôn tự hào là một trong những cơ sở thường xuyên cập nhật đưa vào sử dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới. Trong điều trị, chăm sóc da, ngoài các liệu trình như trị mụn, dạn da, trị sẹo mụn, triệt lông, xóa xăm, phun thêu, vi kim, tắm trắng thì trị nám là một trong những liệu trình độc quyền mang tính đột phá của Thiên Hà Spa được rất nhiều khách hàng nữ tin dùng. Là một khách hàng quen thuộc cũng như là lâu năm của Thiên Hà, tôi thực sự yên tâm với phong cách cũng như chất lượng phục vụ tại đây. Với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm cộng với các công nghệ tiên tiến và máy móc mới nhất, dưới sự đầu tư rất mạnh tay của Thiên Hà và bên cạnh những chuyên gia, những sự kiểm nghiệm của hàng đầu của thế giới. Trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao, các liệu trình trẻ hóa và nâng cơ không phẫu thuật cũng là thế mạnh đặc biệt của chúng tôi, giúp phái đẹp có một làn da không dấu vết của thời gian. Với đội ngũ chuyên viên thẩm mỹ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, phong cách làm việc tận tâm, nhiệt tình, Thiên Hà Spa tự tin mang đến khách hàng niềm tin tuyệt đối khi trải nghiệm các dịch vụ tại đây. Ngoài ra, chúng tôi còn tự hào đem đến liệu trình giảm béo không phẫu thuật hiệu quả trong một thời gian ngắn. Thiên Hà Spa có một không gian rất sang trọng khiến cho Phượng Vũ cảm thấy rất thoải mái khi bước chân vào đây. Và các máy móc, thiết bị rất hiện đại làm cho Phượng Vũ cảm thấy an tâm khi sử dụng các dịch vụ ở nơi này. Điểm khác biệt của Thiên Hà Spa là các công nghệ của chúng tôi hoàn toàn tự nhiên, không dùng hóa chất. Các phương pháp này cũng không xâm lấn, gây tổn thương và không cần thời gian nghỉ dưỡng nhiều nhưng vẫn hiệu quả. Điều mà làm tôi này thích nhất tại Thiên Hà Spa đó là sử dụng các phương pháp điều trị không xâm lấn, không tổn thương và gây khó chịu. Thời gian điều trị nghỉ dưỡng không quá lâu nhưng mà cũng vẫn đảm bảo được hiệu quả. Và tôi nên nghĩ tại Thiên Hà Spa sử dụng tất cả các phương pháp rất là phù hợp với cuộc sống hiện đại thời nay. Năm 2003, má của chị hai bên bị rám dày thì chị có vào mạng, chị đọc và chị tìm thấy Thiên Hà và chị khám ra. Thì là Thiên Hà nói là sẽ chữa khỏi nám. Thì theo Thiên Hà thì sau 6 tháng thì là nám của chị hết. Và từ khi đến giờ thì chị cũng không thấy nám quay lại. Các spa khác chị cũng có đi một vài nơi nhưng mà chị thấy không yên tâm và cũng không thích bằng Thiên Hà thì chị lại về với Thiên Hà. 4 năm nay chị là khách hàng trung thủy của Thiên Hà. Tôi thực sự yên tâm khi đến Thiên Hà và sẵn sàng thách thức với thời gian.